Nam bên đấy. Đấy, chào tất cả các Ok. em. Đấy mình dọn vào này bạn gộp vào. Đấy. À, bây giờ anh em mình hiểu cái giữa này ấy, thì bình thường cái này chắc chắn mình nghĩ rằng là mọi người người ta không vứt đâu. Nhưng mà do cái gió ấy các bạn, họ vứt rác ở hai bên đường ấy, thì cái gió khi cái gió nó vào ấy thì nó đẩy rác ra đây. Thì mình đi qua thì thấy nhìn trông nó ngứa mắt thì anh em mình giờ lại xuống nhặt rác thôi. Và hôm nay mình đi cùng với cả một chú hề. Đấy. Chúng ta cùng anh em mặc này không phải là để gì đâu, chỉ muốn là mọi người chú ý để lan tỏa thôi. Lan tỏa ở đây là gì? Lan tỏa ở đây là quan trọng nhất đối với cả các bạn nhỏ tuổi, để các bạn ý thức dần. Chứ người lớn bây giờ chúng ta thì cái ý thức nó thành nếp sống rồi, nó thành cái thói quen, nói thẳng luôn là cái thói quen xấu rồi. Mà thói quen xấu thì các bạn biết rồi, khó thay đổi lắm. Để mà thay đổi một thói quen thì nó cả một quá trình dài, không thể nào là ngày một ngày hai là gì được. Thì tốt nhất bây giờ là mình là gì, là giáo dục dần, mang cái tính gọi lan tỏa tích cực. Mà lan tỏa tích cực ở đây là gì? Đối với các bạn trẻ đấy, các bạn được giáo dục ở trong nhà trường, các bạn được giáo dục ở ở vô tuyến, ở mạng xã hội và của cha mẹ nữa, thì là các bạn hình thành một cái thói quen đấy, mà hình thành luôn là cách suy nghĩ của các bạn là không bao giờ các bạn ấy vứt rác ra ngoài đường nữa thì được. Thì chắc chắn là sau thời gian thì cái công tác bảo vệ môi trường của chúng ta sẽ thật tốt. Đấy là cái điều mà mình mong muốn. Nói chung là sự lan tỏa, cái sự lan tỏa cực kỳ quan trọng. Đấy. Nói chung là cái nhận thức và sự lan tỏa. Chứ bây giờ bảo là ngay thì khó lắm. Đấy, hôm qua đấy hai anh em đi cả con đường đẹp như vậy, con đường bây giờ có thể nói đấy con đường là vành đai 2 của thủ đô mình, con đường láng mà nhà nước đầu tư bao nhiêu tiền rồi. Mà đây mình nói rõ là chính phủ gọi là Việt Nam cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng với cả sự tài trợ của Nhật Bản hay cho vay vốn ưu đãi đã bao nhiêu lần làm bao nhiêu tiền để mà trồng cây xanh này, cải trang này, mở rộng đường xá để cho cái đường đẹp như vậy. Thì các bạn thấy không, xây cả một con đường này là con đường ven sông để cho mọi người đi tập thể dục này, để cho mọi người đi đi bộ này, nó đẹp như vậy. Mà cuối cùng các bạn thấy không, các bác nhà ta thì cứ xây nhà xây cửa, đập nhà đập cửa, sợ mất tiền rác vật liệu xây dựng, thế là cứ chưa đến là vứt bố ra ngoài có con đường đấy. Thế là lắm lúc có bố còn hài, các bạn hài đến nỗi là vứt ra đường đấy thì lại sợ bẩn, thế này còn vứt thẳng qua lan can để ra cái mép gọi là mép sông. Mà cái dòng sông Tô Lịch thì các bạn biết rồi đấy, bao nhiêu giải pháp. Đấy thì mình làm video trước rồi thì quý vị thấy. Nói chung là nhìn nó buồn lắm. Bây giờ nếu mà mọi người không vứt ra đấy, mình khẳng định quý vị nhá, người đi bộ sẽ rất là nhiều. Tại vì sao? Nó rất đẹp mà. Khi nó đẹp và tiện lợi rồi ấy, thì mình khẳng định quý vị là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ, mọi người sẽ đi. Thì bây giờ mình bảo nó không đẹp, nó bẩn như vậy, mình nói thật với các bạn chứ, có trời có bể, có trời có bể thì người ta cũng chả đi. Bây giờ nó phải xanh sạch đẹp. Bây giờ mình cứ bảo là đấy, hôm nay ngồi nói chuyện các bác môi trường, mấy bác gọi là lịch sử của chúng ta là ngày xưa dòng sông Tô Lịch này thế này thế nọ, vua đi chơi, vua đi tuần, vân vân vân. Mình nói thật với các bạn chứ, nhiều lúc ấy, tiền bây giờ có nhiều đã thì nghĩ đến chơi. Bây giờ anh nghĩ đến thứ nhất là gì? Làm sao cho lưu thông đã, làm sao sạch sẽ đã. Chứ bây giờ mình lại còn tính theo cái đường mà đẹp đẽ thế này lọ, mình nói thật các bạn không có đâu. Cái để đấy, tại vì cái đấy là gì? Đấy là rác hữu cơ mà. Cái rác hữu cơ không sợ nhá, vứt ra đường là rất là nguy hiểm. Đấy. Đây. Họ nhặt rác rồi đây. Có những người rất tốt họ đã nhặt rác rồi. Đấy. Thôi bây giờ mình tập trung vào làm nhá, chiến quay đây. Đấy, xong để tua nhanh. Thank you.
Ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay bọn mình lại quay trở lại cái chỗ mà bọn mình đã làm rất là sạch sẽ rồi. Thì có hai con người đã đứng làm, đứng rất là đẹp. Đấy, khi sạch sẽ thì mọi người sẽ có chỗ trú mát khi mà trời nắng chang chang này. Đây rất là sạch đúng không? Nhưng mà hôm nay bọn mình sẽ làm ở giữa đây. Và hôm nay chỉ là có nhặt nhặt thôi. Nhặt tất cả những cái gì hôm nay mình sẽ làm là nhặt nhặt rác thôi. Đây các bạn thấy này. Chiến xem. Hôm nay sẽ nhặt rác ở giữa cái khu này cho đẹp. Đấy, khi mà sạch đẹp thì sẽ có những con người ta đứng ở đấy. Người ta sẽ gì? Người ta sẽ trời mát, trời nắng này thì người ta sẽ đứng người ta trú mát rất là sướng. Đấy. Ok, chúng ta bắt đầu hành động thôi. Người anh em đi xe sang bên kia kìa, để xe anh kia xong rồi anh em nào hôm nay ở giữa này. Đấy, nhặt rác thôi. Đấy. Chiến cũng mang. Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay bọn mình chỉ thế thôi, tại vì thực ra là khi mà cây đời ấy, showroom 39 cây đời ở Trần Bình, đối diện ủy ban nhân dân Mai Dịch của Cầu Giấy Hà Nội ấy, thì bọn mình đã đang có rất nhiều cái chương trình để mà cho cửa hàng vận hành. Thì vì vậy là bọn mình mỗi ngày cũng bỏ ra thời gian ngắn hơn tí. Mong rằng là đến khi mà bọn mình ổn định thì bọn mình sẽ làm chương trình lớn hơn. Tại vì bọn mình cũng muốn là có một tí tài chính nữa để bọn mình tái vào cái vấn đề môi trường, thì bọn mình sẽ làm nó chuyên nghiệp hơn, nó tốt hơn, liên quan đến vấn đề kể cả con người cũng như liên quan đến vấn đề trang thiết bị cũng như tất cả mọi thứ. Thì mong mọi người thông cảm, có thể có những cái video rất là ngắn mà bọn mình sẽ cố gắng vận động rất là nhiều những cái gọi là mọi người trong xã hội, các tầng lớp trong xã hội để mà ủng hộ. Xin chào và hẹn lại quý vị trong những bài nói chuyện tiếp theo. Bye bye và hẹn lại. Từ nào ra cho đó.